Sáng 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, có biệt danh Thảo Lụi, Bảy Thảo, cùng 5 bị cáo khác về tội hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019, khi nghe tin ông MTB, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Thảo nói với Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất để đập phá tường rào thì tất cả đồng ý. Tại đây, Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường thì Phương, Kim, Danh, Khôi, Cường đã dùng tay, chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m có trị giá 11,4 triệu đồng bị sập đổ hoàn toàn. Hành vi của Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Thuận Danh, Lê Minh Khôi đã xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nguy hiểm cho xã hội. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10.